Đề can chuyển sắc là đề can gì anh? Tức là đề can nó đổi màu theo góc nhìn em. Đề can này cũng là đề can chuyển sắc nè. Góc này mình nhìn nó màu xanh, góc kia nó màu tím thì gọi là đề can chuyển sắc xanh tím nha. Tuấn Nguyễn 95, anh Minh ơi, có cái ông kia ổng chê xe Vario quá trời, anh thấy sao? Đó là cái quan điểm, cái góc nhìn cá nhân của một người thôi, không có đại diện hay là không có phải là một cái đánh giá chuẩn mực nào hết. Và chúng ta cũng đừng có để cho một cái quan điểm cá nhân của bất kỳ một người nào làm thay đổi đi cái quan điểm góc nhìn của mình nha. Ok, với anh con xe này anh không thích, em con xe này em không thích, người kia con xe này không thích, thì tất cả những con xe đó trong mắt của mình là không hoàn hảo. Một khi mà con xe trong mắt mình không hảo rồi á, thì nó sẽ có rất là nhiều cái khuyết điểm. Những khuyết điểm đó là những khuyết điểm mà mình không thích á. Nó to cũng là một khuyết điểm, tại tôi không thích to, ông kia thấy nó to khoái thì nó là cái ưu điểm, nó là như vậy. Trở lại con Vario nè, khi á mà một ai đó không thích nó, không chơi nó, không chơi nó đó, thì sẽ thấy được những cái khuyết điểm, những cái là lỗi vặt của nó, họ sẽ nói ra thôi. Ví dụ như là kêu nồi gung ra đầu phục trước sơn hay bị chóc rồi vân vân vân, những cái lỗi vặt đó. Mà con nào mà không bị lỗi, ông nào nói với tôi con xe nào hoàn hảo đâu, từ con xe tiền tỷ đi chăng nữa người ta muốn chê, người ta vẫn chê các bạn vậy luôn á. Tại vì con xe 1 tỷ nó còn con xe 2 tỷ nữa biết sao mà nói được. Cho nên mình ý mình chia sẻ đây cái góc nhìn đa chiều cho các bạn. Không phải là góc nhìn là chỉ là một người thợ sửa xe, không phải là một góc nhìn của một người bán xe thôi, mà góc nhìn của mình là một góc nhìn của một người làm xe và chơi với tất cả anh em. Cho nên mình sẽ chia sẻ một cách rất là chân thật với các bạn như thế này. Người ta không thích con xe đó thì người ta sẽ nói ra những cái khuyết điểm của nó, và người ta nói ra những khuyết điểm của nó, đôi khi có người còn nói con Vision, con AB rồi kia, khi mà nó bị nồi rồi kia vô hãng người ta bảo hành. Còn mấy con xe Vario này nhập phụ tùng của nó mắc như quỳ, khó kiếm như là gì rồi kia ABC. Xin lỗi các bạn, giờ còn suy nghĩ tới vấn đề bảo hành của hãng sửa chữa nữa. Và nói về phụ tùng thì chưa chắc gì á, Vision hay là AB này kia, mấy con xe Tagada của Honda mà thông dụng kia lại nhiều đồ phụ tùng bằng con Vario. Các bạn tin không? Kể cả đồ chơi và đồ phụ tùng zin theo nó luôn. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường hiện nay người ta chạy ở đây rất là nhiều. Bây giờ các bạn mua cái gì của con Vario ở đây mà mình không có? Từ zin cho đến đồ chơi, và đặc biệt đồ chơi cực kỳ nhiều. Thì các bạn biết rồi, kiểu dáng của nó, ưu điểm rất là nhiều. Bạn trẻ chuộng, nam cũng chuộng, nữ cũng chuộng, trung niên cũng chuộng luôn. Vario giờ chạy nhiều đến vậy, chuộng đến vậy, thị trường chạy đông đến vậy, thì phụ tùng phụ kiện nó đầy, đặc biệt là đồ chơi của nó luôn. Không có đồ chơi nào mà nó không có. Còn người ta nói với các bạn như vậy á, là người ta dẫn dắt thôi, dẫn mũi thôi, và họ không biết gì về vấn đề phụ tùng phụ kiện à. Rồi chia sẻ như vậy nha. Ok.